Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda C125 Super Cup 2008, cái bảng màu đen trắng đầy bất ngờ. Huyền thoại Honda C125 Super Cup 2008, cái màu đen trắng bóng, mượt mà, xuất hiện tại lễ hội nghệ thuật tốc độ, cuốn hút và làm sao xuyến trái tim bao người. Ở Việt Nam, hiện tại thì cái chiếc Honda C125 Super Cup 2008 chỉ mới nhập chỏ giọt từ thị trường Thái Lan, nhưng với cái sự xuất hiện tại lễ hội nghệ thuật tốc độ 2008 ở Malaysia, rõ ràng thì cái dòng xe này đang quyết định là mở rộng ra khu vực Đông Nam Á. Và có nói 2008 Honda Super Cup C125 là một cái sản phẩm có thiết kế đột phá trong gia đình huyền thoại Super Cup, sau khi dòng xe này cán mốc hơn 100 triệu chiếc bán ra toàn cầu tính điểm năm 2007 và trở thành dòng xe có doanh số lập bán hàng khủng nhất hành tinh. Cái mẫu xe thể thao rõ nét kích tân hiện đại với cái bộ đèn pha dạng LED, có hốc đựng đồ nhỏ, tích hợp chìa khóa thông minh smart key, một trang bị mà bấy lâu nay những tín đồ mê xe máy Honda thường bắt gặp trên những dòng xe tay ga cao cấp như là Honda SH. Về mặt tổng thể thì cái chiếc Honda C125 Super Cup 2008 tuân thủ theo thiết kế cái đường chữ S từ 4 cong ở đầu cản trước nhô lên cái phần tay lái và sau đó vuốt lên ở phần yên ngồi và hạ xuống ở cản sau. Các tấm ốp liên lạc trên xe cùng với những thanh kim loại tạo dáng cho cái mẫu xe này giống như một phong cách là xe tay ga. Đi kèm với hệ thống động cơ là bộ hộp số lập bán tự động, dễ dàng điều khiển hơn các loại là CVT như trên những dòng xe tay ga thông thường. Cấu trúc khung xe chắc chắn, hệ thống lật cánh tay đòn và hệ thống treo bao gồm cái phục trước là 26mm, tăng cái khả năng hành trình tốt hơn cho hệ Super Cup trước. Phanh xe gồm phanh đĩa lực là 220mm ở phía trước, có trang bị là ABS, hệ thống chống bó cứng phanh. Đặc biệt, việc nâng cấp động cơ phân khối là 124,9C như là bản Chrome cho phép cái chiếc Honda C125 Super Cup 2008 tăng cường cái tính linh hoạt hơn. Với động cơ này, xe có khả năng sinh ra công suất đa là 9,7 mã lực và tỷ số nén đạt ở mốc là 9.3:1. Cận cảnh khối động cơ trên cái chiếc Honda C100 Super Cup 2008. Đường nét thiết kế trau chuốt, bóng bẩy và sang chảnh. Yên ngồi đơn giản. Ống xả và bánh sau của xe. Cái đèn chiếu hậu của xe. Và cái chiếc Honda C105 Super Cup 2008 xứng đáng là mưa làm gió lấp đầy cái sự đối lập ở thị trường xe bánh ở Đông Nam Á. Hy vọng cái mẫu xe này sẽ sớm được phân phối chính hãng ở thị trường Việt Nam. Bởi như thế thì giá xe mới rẻ hơn rất nhiều so với cái dòng sản phẩm nhập ngoại. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là kế tiếp. Nhớ like, subscribe.